Hello, hello, xin chào tất cả anh em đã đến channel mình nha. Ok, thì hôm nay mình quay trở lại game và review cho anh em xem về tựa game Quick Timer Quỷ Vương Săn Thú này. Hôm nay mình sẽ có một số lời khuyên cho anh em là như này nha. Ok, hôm nay mình sẽ không ra ngoài săn nữa nha anh em. Mình có một số lời khuyên cho anh em như này. Anh em đã nhập game và để chỗ tham sale này, tham sale. Anh em có hai ưu đãi là như này. Anh em xem hai video này này, cộng lại khoảng thời gian nó chỉ có tầm khoảng 30 giây hoặc hơn 30 giây thôi, tức là 15 giây một video đấy, thì anh em sẽ được 1.700 vàng, 10 xương, 10 lanh và 10 cánh anh em. Ok, thì một số anh em là không xem hai video này, đã ra ngoài săn luôn nha, thì mình thấy thực sự là không nên. Bởi vì sao? Bởi vì anh em ở ngoài săn cực khổ lắm mới kiếm được 1.700 vàng, 10 cánh, 10 xương và 10 lanh này. Đấy, thì mình thấy thực sự là rất khó để kiếm được luôn. Đấy, còn cái thứ hai nữa mình muốn khuyên anh em là như này. Anh em vào chỗ con lợn này này. Đấy, ấn vào cái lưới và anh em xem. Đây có khoảng vài... Sorry anh em, mình vừa có điện thoại cho nên là phải nghe dở. Ok, tiếp tục mình nói đến đâu nhỉ? À đây, anh em để ý những con thú này này, có ít thôi thì anh em có thể nhớ cho mình nha, là những con thú này này. Đấy, những con thú này này. Đấy. Và đây nữa. Có loài bò sắt. À, có cánh đây này, có cánh, động vật. Động vật đây này. Động vật, những con này và con này nhá. Thì em nhớ là khi ra ngoài anh em sẽ gặp phải hai thằng bán động vật ý. Thì em nhớ là nó bán như là động vật gì. Ví dụ như nó bán cái bọ ngựa này, thì anh em sẽ, mà anh em chưa sở hữu được ý, anh em mình khuyên anh em là sẽ mua, mình lên mua bọ ngựa, mua con bọ ngựa đấy nhá. Hãy lên mua con bọ ngựa đấy. Bởi vì sao? Bởi vì anh em kiếm bọ ngựa này, những năm vào đầu anh em kiếm cực kỳ khó luôn, anh em chưa thể kiếm được. Nhưng bây giờ anh em sẽ mua bằng xương, có thể đắt một tí nhưng em mua và sở hữu được nó được ngay. Anh em mua nó xong anh em sở hữu được, và anh em sẽ đồng hành cùng nó ngay từ ngoài. Và ví dụ như em chết đi và nó cũng chết đi, anh em sẽ trở về trong nhà này này, trở về trong nhà mình, và anh em lại quay trở lại đây. Đấy, quay trở lại đây, và anh em muốn mua nó nữa thì anh em có thể mua được bằng vàng nha, mua được bằng vàng tiếp. Mà vàng thì mình thấy kiếm vàng trong game này kỳ dễ luôn, kiếm dễ hơn là xương kia. Ok, thì đấy là vấn đề này, anh em mua những con động vật nào mà anh em có thể sở hữu được. Còn những một số lo khi và một số khi là mình thấy là nó bán những con động vật mà ví dụ con rắn nha, trong đây anh em thực sự là không có rắn luôn. Mình thấy không có con rắn thì mình khuyên anh em là không nên mua con rắn, bởi vì có thể con rắn nó hơi khỏe một tí ngoài, nhưng mà khỏe một lúc thôi chứ không khỏe lâu. Nhưng mà mình thấy nó bán cực kỳ, với giá xương cực kỳ nó đắt luôn, nhưng mà xương anh em lại kiếm cực kỳ khó. Đấy, thì anh em, mình khuyên anh em là không nên mua. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà nó chết đi thì anh em sẽ chết đi ở ngoài và anh em trở về nhà, anh em sẽ không thể mua được nó bằng vàng nữa. Đấy, anh em sẽ rất là phí xương luôn. Anh em chơi nó được khoảng tầm một lúc hai lúc mà anh em phí khoảng vài trăm xương thì mình thấy thực sự là không đáng luôn. Đấy, ok. Và cái nữa nha, còn lời khuyên cuối cùng mình dành cho anh em đó là, anh em ra ngoài này và anh em gặp phải hai thằng bán kim cương, tiếp tục hai thằng của dân bán kim cương, mình thấy mua kim cương ở đấy thực sự là không đáng đâu, vẫn là mua bằng xương. Nhưng mà mình thấy một số anh em là hết kim cương rồi mình mà muốn dùng kim cương để dùng vài việc khác nữa, thì anh em muốn bán xương đi để mua kim cương luôn, thì mình thấy thực sự là không lên đâu. Bởi vì xương nó kiếm khó hơn, còn kim cương thì anh em ra ngoài có thể là gặp những mỏ kim cương ấy, gặp mỏ kim cương anh em gõ một mỏ nhỏ nhỏ thôi anh em sẽ kiếm một kim cương rồi. Và anh em xem gặp mỏ to, anh em xem video tầm khoảng 30 giây em sẽ kiếm được khoảng 10 kim cương nữa, rất là nhanh luôn. Còn đâu anh em mua xương, gặp hai thằng bán kim cương kia anh em mua nó
vài trăm xương, anh em mới kiếm được khoảng 5 đến 8 cương cương thôi. Đấy, thực sự là rất là đắt luôn, không là đáng tí nào anh em ạ. Đấy, thì mình nên khuyên anh em là không nên mua nha. Ok. Đấy, thì tạm thời mình mới chơi game này ấy, thì mình thấy là một số anh em là vẫn chưa, anh em mới chơi chưa biết về những cái mẹo này ấy, thì mình mới gọi là làm video để gọi là hướng dẫn anh em về, kiểu là khuyên anh em về những cái đấy thôi. Thì có thể là anh em biết rồi, nhưng cũng có thể một số anh em chưa biết đấy. Thì anh em là biết rồi thì đừng ném đá mình nha. Ok, mình đến đây thì mình xin kết thúc video tại đây. Thì mình cảm ơn anh em rất nhiều đã theo dõi video của mình nha. Ok, mình hẹn anh em ở những video tiếp theo của mình. Bye bye anh em nha.